Mình chờ xíu ha, nhưng mà có thêm bạn cho mình vào đây.
Mình chờ thêm 2 phút nữa thôi, khách không bạn nào vô thì là tại vì bắt đầu luôn nghe. Thế rồi bây giờ mình làm phần thứ nhất thôi, phần số 1 ha. Phần này thì mình nói từ với nghĩa, right? Ở đây mình có 8 từ: predate, deface, isolation, solvent, abrade, precautionary, despise and enact ha. Bây giờ mình coi thử coi là những từ này từ loại của nó cái gì trước ha, để mình dễ hình dung. Bây giờ chữ predate thì nó sẽ là động từ deface, động từ luôn ha, iso nó là danh từ ha, solvent là tính từ, upgrade động từ, precautionary tính từ, despise động từ, enact động từ luôn. Rồi bây giờ thầy cho em 10 phút ra mấy bạn mình còn sao cho
Ok, mình sửa thăm mấy em. Bây giờ từ số 1 tới số 4, mình sửa giúp thầy đi. Đó, mình Dạ, số 1 B. Ok, số 1 B. Số 2 Câu số 2 đi. D. Và Câu số 3 hình như cái để nó thiếu cái cột chữ F á thầy. A, B, C, D, E, cái tới F mà nhảy qua kìa. Thì em nghĩ cái số 3 thiếu cái nó. Số 4 là H, H. Ok, Số rồi. 5 là A. A, số 6. Số 6 là G, G, số 7. C và Y. C, là số 8, sẽ là Y nha. Ok. Rồi, predate. Predate nó có nghĩa là xảy ra trước ha, là xảy ra trong quá khứ, xảy ra trước. Deface là giống như là phá hoặc là mình coi nhỏ cái phần ngoài ha, của một cái thứ gì đó. Eyesore là như một cái thứ mà làm mình chướng mắt, chướng tai đeo mắt nhưng mà nó nghe được. Solvent là nó mang tính tẩy, nó có khả năng tẩy. Abrade, abrade là chèn xác, chèn để cho nó bóc ra, Precautionary là cẩn thận ha, đề phòng. Despise là ghê tởm. Enact là thông qua luật lệ. Rồi bây giờ mấy làm cái phần đọc ha, ở dưới làm cho thầy từ question 1 cho tới question 14 ha. Cho em 25 phút rồi, sau mình sẽ xuất.
kế mình sửa bài đó. Bây giờ phần 1 tới 6 nghi sự này. Một D. Tại sao D? Rồi, phần số 2. Ok, phần số 3. Cái này đầu tiên hết rồi mình phải hỏi, mình phải hiểu cái ý nghĩa của cái câu này đúng không? Cái này là the damaging and accumulated impact of graffiti on the community, tức là cái ảnh hưởng tai hại và tăng dần của cái graffiti cho một cái cộng đồng. Thì bây giờ mình đọc cái đoạn thứ nhất là nó có cái đoạn thứ nhất nó chỉ nói về cái lịch sử của cái chữ graffiti thôi ha. Rồi bây giờ mình đọc đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai mình thấy là gì? The first is to prevent copycat emulation can occur rapidly once a clean surface is defaced. May also be a rough or racist or otherwise offensive nature. Thế tức là sao? Tức là những cái graffiti này nó có thể là nó mang tính gọi là racist ha? Hoặc là nó mang tính là phản cảm, cái offensive nature. À, thì như vậy thì cái phần số 3 sẽ chọn là B. Thứ 4. D, đúng rồi. À, E, ok. Số 5. C, ok. Và số 6. Thì đúng rồi. Rồi số 7, từ 7 tới 9 bắt sửa Câu 7 là lặng thôi. Câu 7 đi câu 7 là câu gì? số 8 là bị với đi. Bị đi, ok. Rồi, 9-10. Chín mười đó mình Bị với đi luôn. bị đi luôn, ok. Rồi bây giờ phần điện từ ha, nghi lần này social 12 Rồi, 13. Rồi, water. Okay. Rồi, bây giờ mình làm phần homework ha. Bây giờ mình sẽ làm phần đầu tiên trước. Tea and the Industrial Revolution. Rồi, con này để cho em 5 phút thôi. Còn này chắc em được không? Ok, rồi. Mình đọc này từ đoạn đoạn A cho tới đoạn D đi. Alo,
Alan Professor. MacFarlane, Professor of Anthropological Science at King's College, Cambridge, has, like other historians, spent decades wrestling with the enigma of the Industrial Revolution. What is this particular Big Bang? The world-changing birth of industry happened in Britain, and why did it strike at the end of the 18th century? MacFarlane compares the puzzle to a combination of. There are about 20 different factors, and all of them need to be present before the revolution can happen, he says. For industry to take off, there needs to be the technology and power to drive factories, large urban populations, to provide cheap labor, easy transport, to move goods around. An affluent middle class willing to buy mass produce object, a market driven economy, and a political system that allowed this to happen. Why this was the case for England, other nations such as Japan and Netherlands and France also met some of these criteria, but were not industrializing. All these factors might have been necessary, but not sufficient to cause the revolution, say MacFarlane. After all, Poland had everything except coal, while China also had many of these factors. Most historians are convinced there are one or two missing factors that you need to open the lock. The missing factors he proposed are to be found in almost every kitchen cupboard, tea and beer, two of the nation's favorite drinks, pulled with through the revolution. The antiseptic properties of tannin, the active ingredient in tea and of port in beer, plus the fact that both are made with boiled water, allow urban communities to flourish at close quarters without succumbing to waterborne disease such as dysentery. The theory sounds eccentric, but when he starts to explain the detective work that went into his deduction, the skepticism gives way to wary admiration. MacFarlane's case has been strengthened by support the notable fathers, Roy Porter, the distinguished medical historian, recently wrote a favorable appraisal of his research. MacFarlane had wondered for a long time how the Industrial Revolution came about. Historians have alighted on one interesting factor around the mid-18th century that required explanation. Between about 1650 and 1740, the population in Britain was static. But then there was a burst in population growth. MacFarlane says the infant mortality rate halved in the space of 20 years, and this happened in both rural areas and cities, and across all classes. People suggested for possible cause. What was there a sudden change in the viruses and the bacteria around? Unlikely.
was there a revolution in medical science? But this was a century before Lister Revolution. Was there a change in environmental conditions? There were improvement in agriculture that wiped out malaria, but these were very small gains. Sanitation did not become widespread until the 19th century. The only option left is food, but the height and waste statistics show a decline. So the food must have got worse. Efforts to explain this sudden reduction in child death appear to draw a blank. Ok, rồi phần tiếp theo. Nghi đọc thầy đi ha. Đi cái gì? Đi cái gì? The industrial revolution, the funding for the things. What we are doing is close to the same problem. What they do get is people from this problem fashion around the city of the country, they need to have the rules of training. Seeing that what we see in 10, especially the century, the following, whatever the rules, what we must have been involved in the world in the city. We say we can hear for a long time the English word is headed by a strong opinion. And with the real Asian impulse, which will add to help to show a real person in the life, delivered, simply will introduce only the formal, the basic, including of fear, of fear, the world trends, the world, and the either quality, trends, the mortality, to rise again, then it should be not again what was needed. The following group to Germany, who was also developing machinery around the center and also had more population, but the world receives a much closer grip on its Germany's population than those in Britain. Prevalence in the future. My father did not. That the history of team freedom provided this extraordinary was possible days. Team was related to the system until freedom started to be direct people. They were trained in China in the early 18th century by the 1720s. About the time that the chain mortality was hidden, the reed was command. When used to that, the chain that were quickly evolved together with a company. So we qualified for what politics. Of teaming the first meal provided the model for how we are then having technology, no other European nation should see like the British, which by much after a logic, which is our country after. Intention for the revolution, but
Combination. Industrial Revolution was in home. But when exactly the whole 17th century travel, how was he mad? Literacy. Literacy. He had turned his back on the internet and he moved to his graduation by being, which was giving the vice chair in a Friday that he would pull people out for. So the nation in that video thing as part of the world, telling people technologically advanced, enter the 19th century, helping them abandon the world. Ok, rồi em làm cái này đi ha. Tới tầm 9 giờ 7 phút 9 giờ 10 người ta làm xong.
Ok, bây giờ mình sẽ rồi, phần số 1 tới số 7. Mình sử dụng này đi. Đoạn A là số 4 này. Số Thật 2 ra mình thật là hả? vì là số số 8. Số 3. C là số 7. Số 7. Đoạn D là số 1. Đây là số 1. Số 5. Đoạn Y là đoạn số 6. Số 6. Là số 9. Số 9. Rồi số 7. Là số 2. Đó là về đúng không? Rồi nghe sửa này phần tiếp theo nó true false. Not given. Rồi số 9. True. Số 10. False. 11. False. 12. Và khi là 13. True. Ok. Để đúng. Alright. Ok. That's it for today. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.